Xin chào các bạn đang xem video. Thì hôm nay tôi sẽ thử đổ 5kg nước ngọt này lên chiếc áo mà tôi đang mặc. Không biết thì nó sẽ phản ứng ra sao và nó sẽ thay đổi như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ tới bạn, các bạn chờ xem. Hiện tại trên tay tôi là chiếc áo trắng gọi nhé, chiếc áo trắng. Thì bây giờ tôi sẽ đổ 5kg nước ngọt trên bàn này vào chiếc áo trắng này. Tôi chuẩn bị một chiếc chậu đây, rất là to luôn. Bây giờ tôi sẽ đổ 5kg nước ngọt vào chiếc áo trắng này, xem phản ứng nó sẽ ra sao và sẽ như thế nào. Đó, đổ đây nha các bạn. Đây là một chai Coca có màu nâu đen, các bạn nhé, màu nâu đen. Tôi sẽ đổ vào. Đấy, người không có mà uống, tôi mang đi nghịch. Đấy, ui. Đấy, ui, rồi năm rồi. Tôi phải uống thử các bạn, uống thử. Mất công mua về, chẳng lẽ không uống hôm nào đấy. Đổ hết thì cũng phí lắm. Tôi rất ít khi uống nước ngọt các bạn em. Thì hôm nay tôi mua Coca về tôi uống, còn bình thường thì tôi không uống các bạn em. Hạn chế uống nước ngọt vì tôi thức đêm rất nhiều. Bây tôi đã đổ vào chai các bạn em. Mà thức đêm nhiều thì liên quan gì uống nước ngọt, chả liên quan gì. Tôi nói nó liên kiên. Đấy các bạn ạ, đổ Coca trước nhá. Đấy, đổ vào nhá. Không biết phản ứng nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào đây. Ui các bạn. Xong rồi các bạn nhá. Đổ Coca vào rồi. Uầy, đổ mấy loại nhỉ? 4 loại nước ngọt vào nhau nhá. Coca-Cola này. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là 7-Up à? Sprite. Và cái này là Fanta, cái này là Sting các bạn nhé. Rồi, Sting. Bây giờ đã đổ, tiếp tục đổ Fanta vào nhé. Fanta màu trong suốt như màu nước ấy. Sao tôi nghĩ tôi không lại mua được cái này nhỉ? Đáng nhất tôi phải mua chai khác để nó có màu như màu nước cam này thì nó sẽ thay đổi hơn. Ây à. Đây, tôi sẽ tiếp tục đổ Spiritia này vào nhé. Hương vị nước chanh tự nhiên đó. Đây tôi sẽ uống, tiếp tục uống. Đằng nào mất công mua ở bên phải thưởng thức một ít đi soi làm video cho bạn xem. Đấy, tiếp tục đổ nha bạn. Không biết phản ứng chiếc áo này khi đổ 4 loại nước ngọt vào nó sẽ ra sao, sẽ như thế nào thì các bạn hãy chờ đợi và xem. Theo tôi thì chắc là nó sẽ ngấm vào cái màu áo này thôi. Cái áo này là màu trắng và rất gọi là kiểu bám màu ấy, rất dễ bẩn. Đấy, tôi đeo găng tay vào để cho nó đỡ dây dưa, đỡ bẩn. Và cái này còn bẩn toàn nước ngọt những người sử dụng mà. Đỡ phải rửa tay nhiều nữa đấy các bạn. Nói chung là vậy. Đấy, tiếp theo tôi đổ một chai Sting này vào. Sting. Tôi chưa uống Sting bao giờ luôn các bạn. Tôi thật các bạn, tôi chưa uống Sting giờ, tôi rất ít khi uống nước ngọt. Bình thường tôi chỉ uống nước trắng các bạn, tôi uống rất nhiều nước trắng. Đêm tôi edit video cho bạn xem, tôi phải uống đấy, khá nhiều nước trắng ấy. Chứ tôi không uống nước ngọt, ít khi các bạn. Hôm nay là ngoại lệ, hôm nay là uống nước ngọt để về làm video các bạn xem thì uống được. Đấy, tôi sẽ tiếp tục uống Sting. Bạn cho ông quay phim uống cái ngay, uống đi, uống đi, làm hớp đi, uống đi, ngại gì. Nàng đã mất công mua rồi, không bảo uống một mình á. Uống một mình tôi không chia sẻ ca cho camera mẹ. Cháu đưa tay đây, đưa tay đây để người ta nhìn thấy chú còn đang quay, không anh lại nói chuyện với mà. Đấy, đây chai thử tinh nhá, cameraman vừa đưa tôi đấy. Bây giờ sẽ tiếp tục đổ chai thử tinh vào, đổ trực tiếp lên áo luôn. Có thay đổi gì không? Ui, nó màu đỏ các bạn. Đấy. Chắc tôi nghĩ là cũng không thay đổi nhiều đâu vì ô, áo màu trắng về thành màu hồng rồi. Chất đấy các bạn. Được chất đấy. Ui dồi ôi.
Ở tí nữa tôi sẽ thử mặc lên cho bạn xem nhé. Không sao cả. Đây toàn nước thôi mà. Nước ngọt chúng ta sử dụng hàng ngày mà. Lại khát. Rồi, tiếp tục đổ chai Fanta. Fanta chai nước cam. Đây các bạn nhé. Để nắp sang bên này. Đấy, đây chai Fanta. Phải tiếp tục uống thôi. Đổ đi hết thì phí. Đây, và tôi sẽ tiếp tục mời cao lên comment ăn nhá. À, uống, mẹ uống đi. Chú uống đi, uống hớp đi, kỷ niệm. Không đổ đi hết thì chết rồi. Đấy, bốn loại nước ngọt đây, bề nó bị Coca Cola áp hết màu. Nào mang đi. Ok. Đây, bây tôi sẽ đổ, tiếp tục đổ Fanta vào nhá. Bây tôi sẽ không đổ như kia nữa mà tôi sẽ cầm lên mà tôi sẽ đổ này. Cái áo tôi sẽ nó sẽ đổi màu ra đây. Đổ 5kg nước ngọt lên chiếc áo. Toàn tôi đã đổ hết các bạn nhé. Đổ hết rồi. Đổ hết 4 chai rồi. Đấy, tôi đổ hết 5kg nước ngọt các bạn nhé. 3 chai to này là 1,5 lít, còn chai nhỏ này là 0,5 lít. Cộng cộng lại là 5kg, không hơn không kém, tôi nghĩ là vậy. Vậy tôi sẽ vỏ qua cho các bạn xem, vỏ qua để cho màu thấm bớt đi. Đấy, chiếc áo lúc ban đầu tôi mặc thì bây nó thành một màu khác rồi, nó thành màu hồng rồi các bạn ạ. Màu hồng family rồi, nữ tính rồi các bạn nhé. Trời ơi. Bây tôi sẽ phải ngâm, tôi nghĩ là tôi phải ngâm ở đây tầm khoảng nửa tiếng các bạn nhé, nửa tiếng. Thì nửa tiếng sau thì chúng ta sẽ quay trở lại để xem chiếc áo này nó sẽ thay đổi như thế nào và nó sẽ gọi là nó sẽ màu nó sẽ như thế nào gọi thế. Đây cũng gọi là kiểu như là thay đổi cho màu áo các bạn nhé, thay đổi màu áo. Thôi chờ 30 phút sau nhé các bạn. Ngâm đây 30 phút. Yes. Các bạn nha, đã được hơn 30 phút rồi. Rồi tôi sẽ quay trở lại để xem chiếc áo của tôi nó sẽ thay đổi như thế nào, nó sẽ biến đổi ra sao. Rồi tôi sẽ vớt chiếc áo lên nhá. Đấy các bạn, chiếc áo đây. Ui. Ui các bạn. Wow. Đây tôi sẽ vắt đi nha các bạn, vắt đi. Vắt hết nước đi. Bắt hết nước ngọt đi, 5kg nước ngọt trong chậu này các bạn. Nào, bây tôi sẽ để chậu xuống đất nhá. Các bạn nha, tôi sẽ giải chiếc áo lên vào. Đây chính là chiếc áo các bạn nha. Chính là chiếc áo của tôi. Nếu bạn nhìn thấy thì bây nó đã trở thành màu hồng các bạn nha, màu hồng nhạt. Tôi nghĩ là do nước sờ tinh sẽ trở thành màu hồng nhạt đấy, nhìn rất là gọi rất là feminine, nữ tính. Tôi nghĩ bây giờ tôi thử mặc các bạn xem nhé, thử mặc nhé. Tôi đã mặc chiếc áo được đổ 5kg nước ngọt lên người. Ở bên chiếc áo đã thay đổi rõ rệt, như các bạn đã nhìn thấy từ lúc ban đầu đến bây giờ thì nó đã đổ sang màu hồng family hay là family gì đó mỹ tính, tôi cũng không giỏi tiếng Anh mấy, nữ tính không phải mỹ tính đấy các bạn. Thì mình cũng chả biết chia sẻ gì hơn nữa. Video tôi đã thực hiện thành công và cũng không có sự thay đổi gì rõ rệt. Vì chiếc áo này nó màu trắng mà bây nó đổi sang màu hồng thì cũng gọi là không có sự thay đổi gì rõ rệt quá nhiều. Tôi nghĩ là 5kg nước ngọt này thì có thể uống được trong vòng mấy ngày, nhưng mà mình nghịch lúc là hết luôn các bạn, nghịch lúc là hết luôn. Nói 5kg cho nhiều thôi thì đây 5 lít nước ngọt. Hôm nay tôi có đi mua 5. Tôi vào chỗ quyện tạp hóa, tôi hỏi là bác bán cháu 5kg nước ngọt, bác ấy mặt bác đấy kiểu như là thẫn thờ, bác cũng thẫn thờ, nhưng mà tôi lại quên không ấn máy quay nữa các bạn. Tôi quay được cảnh đấy cho bạn xem thì thấy gọi là rất hài hước các bạn nha. Bác ấy mặt bác ấy kiểu như đơ luôn rồi. Sau tôi một lúc tôi bảo bán cháu 5 lít nước ngọt, bác bảo đấy đi, đấy đâu, tôi bảo đấy. Đấy đơn giản thôi, video này cũng chả biết chia sẻ hơn nữa. Video đã kết thúc.
Thì đổ 5kg nước ngọt vào thôi, đơn giản thôi. Kết thúc tại đây các bạn em. Và tôi nghĩ cũng không còn điều gì chia sẻ thêm. Hy vọng các bạn xem video thế này sẽ ủng hộ tôi bằng cách ấn like, xong rồi vừa đăng ký kênh của tôi. Và rất cảm ơn các bạn xem. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ các bạn. Rất cảm ơn các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn ở video mới nhất.